Dạ, con xin kính chào và kính chúc sức khỏe tất cả quý cô chú chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì cũng tiếp tục vườn của chú Năm nữa quý chú, một cái địa điểm quen thuộc tại Ô Môn của thành phố Cần Thơ. Thì mời quý chú cùng xem một clip với con ha. Hôm nay chú Năm giới thiệu cũng nhiều cây của chú. Có trang mai chú thủy, khế, tùng, có một cây tùng cũng khá to ha, đa dạng. Rồi mời quý cô chú gặp lại chú Năm. Bác Năm. Rồi, con chào bác Năm ơi. Rồi, Năm hiền chào chú Khánh An, Năm hiền cũng mến chào quý cô chú anh chị trên mọi miền đất nước kính mến An. Hôm nay tại địa điểm khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Năm hiền vô lưu cùng cô chú anh chị một số cây kiểng ha. À, cây phôi có, cây mà thành phẩm có ha. Thì mong cô chú anh chị xem clip này cũng ủng hộ dùm cho Năm hiền ha. Năm hiền cũng thành thật cảm ơn trước ha. Dạ. Bước vào đầu đầu là cây số 1 ha, cây chú thủy trung lưu ha. À, cây dòng nhỏ để bàn ha. À, dòng thủy trung lưu này đây, thần chậu ha cô chú anh chị mình nha. Đây. Rồi, cây vườn nhà làm luôn Dạ, của vườn chú nhà làm đây. Đấy. Trung nu để bàn. Dạ, chung để bàn thôi ha. Rồi, chiều cao đi ha. Thông số chiều cao vị trí này là nó 52 ha. Tán rộng gì là 50 nha. Dạ. Đấy. Cây một bụi mà nó lên 3 4 thân gì đó ha. À, đây. Rồi. Quanh thân đo cho tổng như thế này đi. Hảo nên là nó 14 ha. Rồi, cây này có giá là 400.000 ha, cây 1A ha cô chú anh chị mình ha, 400.000 được ship toàn quốc ha. Hình thức thì giao lưu cô chú anh chị mình qua số điện thoại là 0939 790 8859 ha, đó là cũng là số Zalo của Năm Hiền luôn nha. Rồi, tiếp tục là cây 2A ha. Đó, đây. Cây 2A. Mã 2A cũng là một cây trung nu luôn. Rồi, trung nu ha cô chú anh cây chị nhỏ mình ha. Mà tàn thì mịn hết tàn rồi chú. Mịn nha, ấm dày. Rồi, chiều cao vị trí này là 44 ha. Tán rộng vị trí này cũng 44 luôn nha. Đó. Cây 2A cô chú anh chị mình hãy nhớ mã số dùm mà cho Năm Hiền nha, cây 2A. Đấy. Cũ như thế này thì nó được 13 ha. Cây 2A này cũng có giá là 400.000 cũng bao ship toàn quốc hết cô chú anh chị mình ha. Đấy. Dạ rồi, tiếp tục luôn đó Năm ơi. Rồi. À, tiếp tục là cũng mình chữ thủy trung nu nữa ha, cây 3A ha cô chú anh chị mình ha. Cây này có tàn bay bay nha. Đó. Đây. Ba nguyên một cụm một bệ đặc ha, gồm 3 thân ha, bệ rất đặc luôn, đế rất dày đặc cô chú anh chị mình ha. Đấy. Chiều cao vị trí này là nó 63 ha, tán ngang như thế này cũng 63 luôn ha cô chú anh chị mình ha, đang ôm đọt rất nhiều ha. Đây, xung khỏe nha, đây một bệ đặc cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em ha. Đấy, bệ rất đặc luôn nha. Đấy. Đó, nguyên một cụm như thế này ha, tham khảo đây ha, vì là nó 35 nha, một thân như thế này thì nó được 13 ha. Đấy. Khi mình xếp thì mình rút chậu ra mình bó bầu ha cô chú anh chị mình ha, vì chậu xi măng nó dễ dở, nhưng cây này thì có một cái vết nứt chỗ này nha, mình chỉ kỹ rõ ràng này nha, đây vết nứt đây. Đó. Dạ rồi. Rồi cây 3 này có giá là 700.000 ha, bao ship toàn quốc ha. Rồi, tiếp tục là một cây châm quýt ha. Đấy. Kim quýt. À, cây kim quýt, ha. Cây 4A cô chú anh chị mình ha, cây kim quýt. Đó. Cái này là đem ra mình quay luôn chứ mình chưa có chỉnh sửa cắt tỉa gì hết nha cô chú anh chị mình ha. Tàn thiên nhiên nha. Rồi thiên nhiên, chưa qua dây gì hết. À. Rồi, chiều cao vị trí này là 52 nha. Cây nhỏ mà già. Tán ngang như thế này là nó 43 nha. Nó có một trái à, kim quýt nó được một trái. Trái đỏ đỏ đây. Đấy, đế cũng đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Hoành là chắc có chừng 7 ha. Đây, 7 ha. Dạ. À. Rồi cây 4A này có giá là 700.000 ha, cũng bao ship toàn quốc hết cô chú anh chị mình ha. À, một cây kim quýt ha. À. Rồi đổi giúp con luôn. Rồi tiếp tục là một cây chiếu thủy nữa ha. Đây dòng chiếu thủy cây 5A ha cô chú anh chị mình ha. 5A à, cây dáng trực ha. Tai chi thì cũng đều rồi ha. Đây. Cây 5A. Rồi chiều cao vị trí này là nó 59 nha. Tán rộng thế này là nó 52. À, cây một cốt hả cô chú anh chị mình ha. À, đây mình đo hoành thân nó đi ha, vị trí này là nó 18 hả cô chú anh chị mình ha. Nó cây toàn bộ là thần chậu hết như thế này hả cô chú anh chị mình ha. Đấy. Rồi cây 5A này có giá là 600.000, mình cũng ship toàn quốc hả cô chú anh chị mình ha. À. Rồi 600. Rồi tiếp tục là cũng chiếu thị trung nu nữa ha. À. Cây này dáng thế mẫu tử hả cô chú anh chị mình ha. À. Mã 6A. 6A hai cô chú anh chị mình nha. Đấy. Mẫu tử mẹ bồng con nha. Đấy. Rồi. Chiều cao vị trí này là nó 68 ha.
tán rộng như thế này là 44. À. Cây 6A hả cô chú anh chị mình nha. Bình thân vị trí này là nó 19 nha. 19. Dạ, cái thân được 19 ha. À. Toàn cũng khá là mình. À, toàn mình hết rồi ha. Cây 6A này cũng có giá là 650.000 ha, mình cũng bao xếp toàn quốc hả cô chú anh chị mình ha. Dạ, tiếp tục luôn. Tiếp tục là một cây nguyệt quế đó sắn bông chùm nha, cây số 7A nha cô chú anh chị mình ha. Cây này thì vô cốt cành qua nhạo hết rồi ha. To đụng hết ha cô chú anh chị mình ha. Đây, phong cao. Phong cao nha cô chú ha. Đó. Cây này nó đang lên nụ cũng rất là nhiều nha, ôm bông. Đấy. Rồi, dòng nguyệt quế lá sắn bông chùm cây này có rất... sữa rồi, bắt đầu hay sữa lâu rồi. Sữa lâu luôn rồi cô chú anh chị ơi, cái này là cốt cành qua nhạo hết rồi. Giờ mình muốn nét nữa thì mình mình vô điểm với nước dây nữa là nó rất đẹp nha. Điểm mấy cái chi nhỏ ngoài. Đây. Chú anh chị mình xem ha, cốt cành là chỉnh sửa qua nhạo hết toàn bộ ha. Cây to đùng hết rồi. Rất là già cây. Đây nó có đường lũa. Dạ, đường lũa nhỏ. Rồi chiều cao vị trí này nó tới là 130 lần cô chú anh chị ơi. Đế đẹp quá cô chú. Tán rộng như thế này là nó 62 ha. Đó. Còn cái chiều mà thoát thân như thế này thì nó được 49 nha. Yeah. Đây. Đó. Đế thì đều tứ diện ha. Đây. Rất đẹp mấy cô chú anh chị mình ha. Toàn là cây thần chậu nha. Đây, rau hoành thân vị trí này coi. Vị trí này là nó 31, tính 30 nha. Đây. Đây là nó có một cái vết lũa chút xíu đây nghe cô chú anh chị mình ha. Tham khảo giùm mà cho Năm Hiền ngang đây. Mình chỉ rõ ràng nha. Đây, có. Lũa sành lâu quá Năm. Sành là hai bên mép rất là nhiều luôn. Rồi cây 7A này có giá là 2.200.000 ha, cũng có ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Đế là điều tứ diện nha. Bộ đế cây rất nặng luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây khế bác Năm ha. Tiếp tục là một cây khế lùng lực nha. Cây này cắt theo dáng thế bonsai ha. Khế này là cái khế găng nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Khế găng khế chua. Đó, cây 8A ha. Đây. Yeah. Bể này rất lùng lực hay về cô chú anh chị mình có thể là cắt sửa chỉnh sửa lại gì mà ha. Đây, mình bán cái này cũng như bán phôi thôi. Rồi chiều cao vị trí này là nó 65 ha. Tính chiều cao thôi. Thôi mình đâu có đo chừng ngang chị. Tổng thể như thế này, cái cũ như thế này thì nó được 43 nha. Yeah. Đó, 43. Đây, nó có một cây tử kế bên. Đây, cái này to, có cây tử nhỏ đây. Đó. Cái này rất đẹp cô chú anh chị mình ha. Đó. Rồi cây 8A này có giá là 1.100.000 ha, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Dạ, 1.100.000 thôi nha. Rồi, rất to luôn, đùng luôn ha. Đó. Tiếp tục là cũng một cây khế găng nha. Dáng thế là cái này là song thân hay gì này nha. Nó hai cây dính liền nha cô chú anh chị mình ha. Dính phần đế dưới bác Năm. Dính đây, phần đế này liền qua luôn. Dạ. Cây 9A ha cô chú anh chị mình ha. Tham khảo kỹ cây này đẹp nha. Đấy. Cây rất to đùng với cô chú anh chị mình ha. Đây. Chiều cao vị trí này là nó 93 ha. Tán rộng trên đầu nó như thế này thì nó được 96. Cây lên bông rất nhiều ha cô chú anh chị mình ha. Nụ bông rất nhiều. Vì cây này mình dâm nó thường chậu ha. Đó, mình mới đem ra bán. Đây, bông nó nè. Chứ không phải là cây bứng chung vườn ra nha. Đấy. Dạ cô. Quanh thân vị trí này là nó được 34 ha, tính là 33 thôi ha cô chú anh chị mình ha. Gửi đây liền qua đây luôn nè. Liền qua đây. Liền luôn. Hả? Như cộng để nó dính. Đó. Cây này rất là u nặng nha cô chú anh chị mình ha. Rất đẹp nha. Đấy. Dạ. Tổng thể hai cây như thế này đi. Thử nó nhiều. Rồi bây giờ vị trí này thì nó 83 ha, hai cây tổng thể thế hai cô chú anh chị mình ha. Cái 9A này có giá là 1.300.000 đồng ha, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. 1.300.000 thôi nha. 1.300.000 của chú ha. Rồi, đổi giúp con luôn. Rồi, cây này mấy độc đáo nữa nè của chú ơi. Đây. Một cây dáng trực ha. Phong cao ha cô chú anh chị mình ha. Đây, cây 10A nha cô chú anh chị mình ha. Hai thân. Cây hai thân nha. Nó lên cũng khá cao chú. Dạ, rất là cao cây này luôn nha. Cây này phí ship nặng tiền lắm ha cô chú anh chị mình ha. Cây khế này rất lớn. Rồi. Chiều cao là hết thước dây ha cô chú anh chị mình ha, từ dưới chân lên là tới 1,5 m rồi ha, cái thước dây đây hết đó. Rồi đo cái hoành thân nó đi ha. Vị trí này là nó 34 ha, mình tính 33 ha cô chú anh chị mình ha. Đó, 34 tính 33, chịch xuống đây chút xíu nữa thì chắc nó rộng hơn chút xíu nữa là nó được 39 ha. Dạ. Đấy,
cây số 10A ha cô chú anh chị mình nha. Đó, một cây khế găng ha, khế chua rất già luôn ha, có giá là 1.400.000 đồng ha, bao xếp toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Phốc cao chú ơi. Dạ, tông rất là cao nha. Đó. Dạ. Rồi, phong cao làm tán bàn trà. Rồi. Rồi, tông cao làm tán trà. Rồi, cây 11A ha. Rồi, một cây lùng lực ha cô chú anh chị mình ha. Đó, cây này về mình cắt con sai là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Nếu không cắt thì mình để cái tông gì cũng được ha. Lắc lượng quá bác không ha. Quá lắc lượng luôn. Đế cây này cũng dữ lắm đế luôn ha cô chú anh chị mình ha. Đấy. Lắc lượng múa. Một cái khế găng ha. Mình muốn cho nó múa vậy thì mình để vậy theo chú. Còn muốn chơi bonsai thì cũng cắt có đường ha. Cắt nhiều lắm. Nhiều không? Nhiều đường chơi lắm ha. Rồi, cái này rộng chữ C luôn. Cắt C. Rất đẹp ha. Rồi chiều cao vị trí này là nó 93 ha. Tăng rộng như thế này thì nó 72 ha. Mấy cái khế găng này già cây hết trơn. Cái này mình cắt ra ba thế rất đẹp ha cô chú anh chị mình. Đây đây ha. Này là đọt tông đọt hay là ba chi thôi là được rồi. Chơi đơn giản ha, rất hay rồi ha. Quanh thân nó đi nha. Vị trí này là nó 31 tính 30 thấy cô chú anh chị mình ha. Yeah. Đó, bị đế rất dài nha. Đây nó dài muốn có gan năm hiền ha. Động C gọi ra. Cây này rất đẹp nha cô chú anh chị mình ha, lực nha. Đó. Rồi cái cây này có giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc ha, cây 11A ha cô chú anh chị mình ha. 1.400.000. 1.400.000 thôi nha. Đó. Rồi. Một cây khế chua rất đẹp luôn. Đây. Tiếp tục là một cây số 12 nha. À, cây này bị đế khủng luôn ha cô chú anh chị mình nha. Rồi, khủng luôn. Cốt sạch sẽ lắc lượng đi lên thẳng luôn nha. Đấy. Đó cô chú ơi. Nó cái gọng nó cong cong mà muốn đánh cái tàn rớt trời cây phong chanh cũng được đúng không? Đấy. Cây này rất đẹp ha. Rồi, thông số chiều cao này. Nó chiều cao vị trí này là nó 118 luôn. Chiều gần... cao nó ha cô chú anh chị mình ha. Gần gút nu này ha. Dạ, từ trên xuống dưới là đều gần gút hết. Rồi khí găng mà ha, đây. Quỳnh thân nữa đi ha. Quỳnh thân đo chỉ bự chỗ này là nó được 38 ha. Dạ. Lên trên này một chút đi là nó còn 36 ha cô chú anh chị mình ha. Bề đế đặt như thế này nha, đặt luôn cái chậu này luôn. Đấy. Không có bột ngọt gì hết ha cô chú anh chị mình ha. Dạ, nu nằng lòi lõm ha chú. Dạ. Đi thẳng thẳng lên. Cái số 12 này có giá là 1.400.000 ha, bao ship toàn quốc nha. Cái số 12. Cái này sạch. Cây 12A cô chú anh chị ha, cái mã số này là số 12A nha. 1.400.000 mỗi năm ha. 1.400.000. Rồi tiếp tục cái số 13 ha. Đây, cái số 13 cũng là đẹp luôn ha. Đấy. Cũng có bể đế rất đẹp nha cô chú anh chị mình ha. Đây. Cũng lắc múa con này ha. Cái dòng khế găng này cây lô này rất là già cây. Rồi. Chiều cao vị trí này là nó 88 hả cô chú anh chị mình ha. 88. Đó. Nếu mà cô chú anh chị mình không chịu chơi hai thân thì chị cắt cái này bỏ cũng được ha. Cắt tới đây. Rồi, cũng đẹp cây luôn ha. Đây. Đó. Gần nó bệnh. Quanh thân vị trí này là nó 32 nha. Dạ. 32. Đó. Đây. Rồi, cây số 13 này có giá là 1.200.000 ha, bao ship toàn quốc hả cô chú anh chị mình ha. Có 1.200.000 thôi nha. Cây rất to đùng luôn ha. 1.200.000. Rồi tiếp tục luôn. Tiếp tục là một cây khế găng luôn ha. Lùng lực nha. Đó. Gọng chiếc xe rất đẹp ha cô chú anh chị mình ha. Đế lực luôn nha cây này á. Cây 14A ha cô chú anh chị mình ha. Đây nó có bề đế rất là bự nha. Đấy. Yeah. Hoàng bằng tay mình luôn ha. Chưa hết nữa. Cái này đế rất đều luôn nè. Đế cộng to cộng lực không à. Đấy. Đó. Đấy rất là đều luôn. À. Rồi, đo giúp con luôn. Rồi, chiều cao vị trí này là nó 63 ha. Quỳnh thân eo như thế này là nó 32 ha. 32 tính 31 ha cô chú anh chị mình ha. Cái bệ này khỏi chê đi. Cái này quá lực luôn. Rồi, cây 14A này có giá là 1.500.000 ha, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. 1.500.000 thôi nha. À. Dạ, rồi. Rồi, hỏi cây. Rồi, tiếp tục. Cũng dòng khế chua nữa ha, khế găng khế chua ha cô chú anh chị mình ha, cây số 15A nha. Đó, cây này có dáng thế là lắc lượng rất đẹp ha cô chú anh chị mình ha. Đó.
Đây cũng có cái quái. Ghế này quá quá sức rồi. Quái cây quá cây u nằng quá thế luôn. Đó. Rồi. Một cái khế gân già. Chiều cao vị trí này là nó 50 hả cô chú anh chị mình ha. 50. Đây mình đo cái quành thân nó đi. Quành thân vị trí này là nó 29 đến 28 nha. Đây. Yeah. Đó, ngay ngay eo luôn. Cây này có củ đế rất đẹp cô chú anh chị ha. Mình trồng mình chưa có khai thác ra nha. Cây này rất đẹp. Dạ rồi, giá luôn. Rồi, cây này có giá là 1.500.000 ha, mình cũng bao ship toàn quốc ha. 1.500.000 thôi nha. À, cây 15A ha cô chú anh chị mình ha. Đây 15A. 16A. Tiếp tục là cây số 16A ha. Đây một bệ khế gân ha. 16A này một bệ đặc luôn nha cô chú anh chị nha. Cái này mình không có ghép nha. Cây này là cây bệ đặc. Đấy, cô chú anh chị mình tham khảo cái bệ này nha. Đây, cây bonsai là rất tuyệt chiêu ha. Đây. Một bệ đặc luôn. Dạ rồi. Đấy, đó, thông số của chiều cao này ha. Chiều cao vị trí này là nó được 58 nha cô chú anh chị mình ha. 58. Hoành nguyên cái bệ đặc như thế này thì nó được 61 ha. 61. Đấy. Rồi. Đây. Một bệ cụm luôn. Một bệ cụm luôn. Còn cái thân nó trên này, cái đọt nó trên này thì được 26 ha. Cây 16A này có giá là 2.500.000 ha. Mình bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. 2.500.000 thôi nha. À, cây 16A. Rồi. Tiếp tục đổi cây. Tiếp tục luôn. Ê. Cái cây to đùng luôn. Rồi cây 17A là một cây phôi là chiếu thủy lá lớn da trắng ha cô chú anh chị mình ha. Người ta chơi người ta cũng bắt tay chi đều hết rồi ha. Đó, cái này chỉ mình cắt nó cun nó lại thôi cho nó gọn. Đó. Dạ, da trắng ha bác. À, cái này da trắng chiếu thủy da trắng ha. Dạ. Dán trực. Dán trực da trắng ha. Trực tứ diện luôn quý chú. À, đây, tay chi rất là đều ha cô chú anh chị mình ha. Cây rất lớn không có bị mục mọt gì hết nha. À, cây 17A ha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao vị trí này là nó 115 ha. Tán rộng như thế này nó 74. Đấy. Cây rất lực ha cô chú anh chị mình ha, có những cái vết cắt đây nó cũng thành sỏi rồi ha. Cắt rễ nó ha. Những cái rễ bị lỗi ha. Đấy. Chứ không có bị mục mọt gì hết nha. Cây rất là to ha cô chú anh chị mình ha. Rồi vị trí này là nó tới 93, 94. Lộn thước rồi. Lộn rồi chứ. Đâu dữ rồi. Rồi lật cái mặt thước lại. Cái này gió cho bầu hoành chừng 50, 57 à. 57. Đúng 57 luôn hả cô chú anh chị mình ha. Cái hoành thân gì là 57 đó nha. Dạ. À, rất là to nha cô chú anh chị mình ha. Dùm ở ngoài cây rất là lực nha. Đây. Cây 17A này cũng có giá là 4 triệu đồng ha. Mình cũng bao ship toàn quốc hả cô chú anh chị mình ha. 4 triệu. À 4 triệu thôi nha. Rồi, tiếp luôn bác Năm ha. Dạ, tiếp tục luôn. Rồi, tiếp tục là một cây số 18A nha. À, cũng là một cây chiếu thủy da trắng nha. Cá lớn da trắng nha. Dạ. À. Yeah. Cặp đẹp ha. À, được một cặp ha. Đây. Đây. Hai cây này nó một cặp thôi chú. Dạ, một cặp luôn. Chiều cao vị trí này là nó 112 ha. Tán rộng thế này là nó 63 ha. Cốt cành rất bự nha cô chú anh chị mình ha. Những cốt cành lại phân bổ chia rất là đều nha. Đây là những cái mặt của nó nhưng mà sành hết không có bị mục hết nha cô chú anh chị ha. Những cái rễ của nó ha. Đây. Tham khảo giùm mình ha. Cho kỹ đi ha. Cây này rất là to, già cây lắm ha cô chú anh chị mình nha. Quỳnh thân vị trí này lộn thuốc nữa rồi. Để lật lại. Lật là rồi 54 ha. Quỳnh thân nó là 54, còn quỳnh cũ là rất là bự nha cô chú anh chị mình ha. Giáp cái chậu này luôn đó. Đấy. Cây 18A này cũng có giá là 4 triệu đồng ha nha. À, 4 triệu đồng. 4 triệu có năm ha. Ờ, bộ xếp toàn quốc luôn ha. À, cây rất bự nha cô chú anh chị mình ha. Rồi, tỏ giúp con luôn. Rồi, tiếp tục mình có cây tùng. Tiếp tục là một cây tùng Đài Loan ha cô chú anh chị mình ha. Tùng này là tùng nguyên si, không phải là ghép nha. Đấy. Một cây tùng chưa vô nước dây nào hết ha. Đó, dạ. Dáng thế nó đẹp như rồi ha. Về điểm xương vô cái là rất là đẹp luôn nha. Tùng Đài Loan mấy năm ha. À, tùng Đài Loan nha. Tùng này không phải là tùng ghép, tùng từ hột
trồng gã ha. Rồi chiều cao vị trí này là nó 102 nha. Đó. Tán dài thế này cũng là 102 luôn hả cô chú anh chị mình ha. Yeah. Đây dòng tùng Đài Loan nha. Đấy. Quỳnh thân của vị trí này là nó 18 ha, tính 17 ha. Yeah. Còn quỳnh cũ là rất bự hả cô chú anh chị mình ha. Cũ tròn vỏ dưới. Có cũ đặt như thế này là được 46 nha. Đó. Quay em coi. Cây này cũng thường chậu hết hả cô chú anh chị mình ha. Đây, cũ rất đẹp ha. Đế đấm nó cũng đều luôn nha. Đấy. Yeah. Rộng công công, dán bài bài. Rộng CC ha. Ha. Cây số 19A này có giá là 2 triệu 100 ngàn ha. Bộ xếp toàn quốc hả cô chú anh chị mình ha. Này banh cái tàn ra sửa dây là đẹp. Rất đẹp luôn hả cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp tục cây số 20 là một cây tùng to ha. Một cây dạng niên tùng ha. Tùng cổ hả cô chú anh chị mình ha. Cây này thì nó có là lũa nha. Đó, mình nói sơ sơ đi rồi mình chút xíu mình ha. Chỉ rõ ràng cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Dán trực của dán trực ha. Bác Năm ha. Ở cây này cây tùng dán trực ha. Nha, quý chú. Tùng bạn đen nha. Tùng Đài Loan giống cây kia. Rồi chiều cao vị trí này là nó 130 nha. Cái lá nó khác nhau nè quý cô chú. Cái lá này nó dài. Này tai chi nó cũng chỉnh sửa qua hết hả cô chú anh chị mình ha. Cũng siết dây rồi đó. Đấy. Rồi tán ngang vị trí này là nó 89 nữa hả cô chú anh chị mình ha. Cây này rất nặng nha cô chú anh chị mình ha. Đấy. Cái tùng quang niên. Rồi. Quanh thân của vị trí này là nó được 46 ha cô chú anh chị mình ha. Mình đo trên cổ rễ như thế này ha. Đấy 46. Đế rất là đều đế nha. Đây nó có nhược điểm nó có bị lũa đây nha. Đây. Chỉ dài tới đây luôn ha. Đấy, mình chỉ đâu đó rõ ràng luôn. Nó cuốn vậy nè. Nó cũng cuốn hết rồi đó. Phần lũa là nó lũa ha. Rồi cây 20A này có giá là 4 triệu 500 ngàn thôi nha. Bao ship toàn quốc nha. Chỉ có 4 triệu 500 ngàn thôi. Bề đế rất đẹp cô chú anh chị mình ha. Đây. Nhìn kỹ nha. Cây thường chậu hết nha. Chú mà chuyên dòng lũa về mình sấy lũa hết luôn. Sấy lũa làm ha. Rồi. Tạo thành một cây tùng lũa luôn chú ạ. Đẹp ạ. Cây này già. Rồi tiếp tục là một dòng chiếu thủy ha. Chiếu thủy dung nu ha. Cây này cũng vô là dây rồi ha. Nhưng mà nó chưa có đặt khung hay cô chú anh chị mình ha. Cây số 21A này nha. 21A. Cây to bác Năm ha. Cây to cây một cốt ha. Đấy, có dạng lắc hơi hơi. Đó. Một cốt to. Một cốt. Chiều cao vị trí này là nó 28 nha. Dạ rồi. Chiều cao gì? Lộn. Chiều cao 1 mét mấy đây? Mấy mấy 1m20 lận. 1m20. Rồi. Lộn thước. Rồi tán ngang thế này là nó 75 nha. Cây một cốt ha. Đây. Đó, đế rất nổi lên rất là nhiều ha. Đây. Thì cây thường chậu rồi ghế nó lên gì đó cô chú anh chị mình ha. Đó. Dạ rồi. Quỳnh thân của vị trí này là nó 29 nha. Đây 29. À, nó có những cái mình cắt đó. Nó cũng thành sổ hết nó liền hết ha. Mà cắt nhìn nó liền hết rồi ha. Chứ dạ. Cũng không có bị một mọt hết nha cô chú anh chị mình nha. Đó. Rồi cái 21A này có giá là 1 triệu 600 ngàn thôi nha. 1 triệu 600 ngàn bao ship toàn quốc hả cô chú anh chị mình nha. Rất đẹp nha. Đó. Dạ rồi 1 triệu 6. Tiếp tục luôn bác Năm ơi. Tiếp tục là một. Cây số 22 cũng là một cây tùng ha. Ủa cây chiếu thủy ha. Trung nu ha cô chú anh chị mình ha. Dạ cây này đẹp đó. Cây này có cụ đế lộ lên rất đẹp nha. Đấy. To đẹp. Chỉ cần cũng lớn hết trơn ha. Siết dây chơi một năm. Siết dây hết rồi. Rồi chiều cao vị trí này là nó 137 ha. Chiều cao. Dạ. Tán ngang vị trí này là nó 80 nha. Đó, cây số 22 cô chú anh chị mình ha. Cây dán trực ha. Đây có cây tử kế bên. Đây. Đó. Nguyên một cái bệ. Nguyên bệ đặt luôn. Rồi vị trí này là hoành thân nó 26 nha. Đó. Rồi, cây 22A này có giá là 1 triệu 800 ngàn thôi ha. Bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Cây số 22A nha. Cây tử này rất là dễ thương nè. Có cây tử rất đẹp luôn ha cô chú anh chị mình ha. Đây. Đấy. 1 triệu 8 bắt đầu ha. 1 triệu 8. Tiếp tục là một cây trăng vàng ha cô chú anh chị mình ha. Cây trăng vàng. Cây trăng vàng này là cây số 23A nha. Rất là già cây ha cô chú anh chị mình ha. Dáng siêu siêu nha. Đây. Cây trăng vàng dáng siêu. Vàng.
cây rất là già, bao năm nuôi trong cái giót này lâu lắm luôn. Rồi hoàn thân vị trí này nó 13 ha cô chú anh chị mình ha. 13. Ghê lắm. Các chiều cao vị trí này là nó 69 nha. Đó. Nắng tới nổi hoa nó cũng héo luôn. Nắng quá chừng nắng luôn rồi. Tăng ngang vị trí này là nó 56. Cũng thông cảm một số đặc điểm đang quay giữa trời, quay giữa trời. Rồi cây 23 này có giá là 650.000 hả cô chú anh chị mình ha. Một cây vong trăng vàng ha. Dạ, rồi, đổi luôn. Tiếp tục là cây số 24, cũng là cây này cây trăng cam hả cô chú anh chị mình ha. Để cái chậu này nó hơi nghiêng rồi. Rồi, chim chim vừa bắt năm. Bắt dịch nè. Cây số 24A hả cô chú anh chị mình ha. À đây, chim vừa dụm. Rồi, ok. Đó, cây dáng bay bay hả cô chú anh chị mình ha. Cây này dáng bay. Cam cà rốt. Trang cam và cà rốt nha. 24A. Tàn rất là to chú ơi. Tàn to mịn. Chiều cao vị trí này là nó 64 nha. Tán dài thế này nó 79. Đó. Đây. Bị cái bột không vững không. Rồi, đây đây. Rồi để đôi hoành thân nó đi ha. Hoành thân vị trí này nó 12 ha. Rồi bác Năm cứ báo đi giúp. Rồi 12. Cây này cũng có giá là 650.000 ha. Cây trang cà gót số 24A nha. 650.000 ha cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp tục là cây trang vàng ha. Cũng cây này cây số 25 cũng là cây cú liếp ha cô chú anh chị mình ha. Trang vàng ha. Cây thông này nó rất tròn nha. Toàn đặc kẹo luôn. Nuôi rất lâu rồi. Nhỏ nhỏ xinh xắn lắm. Rất một đẹp. Cốt nữa, ha. Lắc. Một cốt. Rồi chiều cao vị trí này là nó 60 ha cô chú anh chị mình ha. Tán rộng gì là nó 48, bông rất nhiều nha. Đây nó lên bông nụ rất là nhiều luôn ha cô chú anh chị mình ha. Dạ, cây này mình vô cái chậu nhỏ nhỏ mình để rất là đẹp. Một cốt khó thân ha. Khó thân lên phẳng sạch mát. Hoành thân vị trí này nó 11 ha. Cây 25A. Cây 25A có giá là 500.000 ha, cũng là cây cứu liếp ha. Thì cây này cũng cây cứu liếp Nam Hiền cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian qua đó ủng hộ trên clip của Nam Hiền ha. Nam Hiền chân thành cảm ơn trước ha. Dạ rồi vậy bác Năm ha, con cũng chào bác Năm, con cũng kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, hẹn gặp lại những clip tiếp theo.